Xin chào anh em nhé Lịch khóa tẩy tủy và quay phim lại trang bị Của những nhân vật nằm trong danh sách 32 thành viên Tham dự võ lâm minh chủ lần này của server tụ hiền trang Sẽ là vào lúc 19 giờ Ngày 11 tháng 6 Năm 2023 Tức là ngày mai đấy Đây là cái giải võ lâm minh chủ Với tổng giá trị tiền mặt Là 100 triệu đồng Cùng với những vật phẩm đi kèm khác Mình sẽ làm một clip tương dẫn em chi tiết Về quay phim và khóa tầy tủy của anh em thì sẽ được diễn ra ở đấu trường Biện Kinh. Còn tới ngày 12 bắt đầu thi đấu võ lâm minh chủ chúng ta sẽ thi đấu ở phía công bình tử của Tư Dương Đông. Vậy thì mình sẽ hướng em cách để chúng ta vào trong khu vực khóa tầy tủy và quay phim đó là đấu trường Biện Kinh. Em sẽ tới cái tượng vang danh thiên hạ được đặt tại trung tâm Biện Kinh 220 và 191 này. Em sẽ click vào, em sẽ ấn vào dòng thứ nhất tới đấu trường cá nhân Biện Kinh khói lửa tại đây yêu cầu nhập pass thì em nhập hộ mình cái pass là giải đấu 123 đây giải đấu 123 viết liền không dấu nhé khi chúng ta ấn xác nhận thì hệ thống sẽ tự đưa anh em tới phía khu vực đấu trường Biển Kinh và trong đây rồi do là nhân vật tham gia của Liên minh chủ là 32 người rất đông anh em sẽ di chuyển giúp mình về phía khu vực cái chỗ rừng cây này ngày mai thì mình sẽ lập một cái kênh phòng tán với yêu cầu toàn bộ 32 nhân vật của chúng ta đều vào kênh phòng tán này để nhận tín hiệu Đấy và khi đó mình gọi đến tên của ai Thì người đó sẽ tiến tới với khu vực đài chủ biện kinh để Ví dụ bây giờ mình sẽ gọi tên của nhân vật đầu tiên chẳng hạn Răng thỏ lên Ví dụ như vậy răng thỏ lên Được chưa Thì khi đó thì răng thỏ sẽ tiến tới phía khu vực NPC đài chủ biện kinh này Sau đó là anh em sẽ Click vào tượng NPC này Anh sẽ ấn vào dòng thứ ba giúp mình cái dòng có nội dung là kiểm tra điểm tiềm năng kỹ năng ấn vào đây và em anh em lưu ý giúp mình là toàn bộ những nhân vật tham gia vào cái sự kiện võ lâm minh chủ khi tới quay phim trang bị thì đều phải click của mình vào cái dòng đó là công khai thuộc tính này để tất cả những cái chỉ số anh em nó hiện lên để mình soi cho tất cả khán giả và những nhân vật khác đối chiếu rồi ví dụ cách quay phim của mình mình sẽ soi đầu tiên sẽ là trang bị từ dây chuyền này vũ khí dây xong tới mũ áo đai lưng ngựa mặt nạ bao tay nhẫn trên nhẫn dưới ngọc bội và cả phi phong nữa, sau đó thì mình sẽ mở sang cái dòng thuộc tính này. Đây, khi chúng ta đã bật công khai thuộc tính rồi thì toàn bộ những điểm và chỉ số nó hiện hết lên đây cho anh em xem. Rồi vậy và khi mình quay phim xong ai thì mình sẽ ra một tín hiệu ví dụ như là mình đọc tên răng thỏ, răng thỏ xong chẳng hạn Thì khi đó nhân vật Mình quay phim xong đó có thể ra về Hoặc là di chuyển sang một địa điểm khác để nhường cái vị trí đó lại Cho khán giả của chúng ta Anh em lưu ý giúp mình rằng là Ngày mai khi mình lập một cái zoom Để anh em có thể vào đó Nhận tín hiệu Khi mình nhắc 3 lần ở trên live stream Và 3 lần ở trong zoom Anh em Không có mặt hoặc là không tuân thủ và làm theo những gì mà tổ trọng tài quay phim này thông báo thì sẽ coi như là tự chốt quyền thi đấu của mình và sẽ bị sẽ không được tham gia võ là minh chủ anh em nhé ừ, ngoài ra nữa thì ngày mai 19 giờ ngày 11 tháng 6 sẽ là thời điểm quay phim rồi mình hy vọng từ lúc này anh em sẽ chuẩn bị tốt nhất về trang bị cũng giống như là điểm tiềm năng kỹ năng của mình cho thật tốt để tới ngày 12 chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu thi đấu rồi và một lần nữa thì thay mặt ban quản trị xin chúc cho tất cả những nhân vật của chúng ta Như anh em đã xuất sắc vượt qua được vòng sơ loại để tiến tới vòng 32 của giải võ lâm minh chủ lần này sẽ thi đấu một cách thật thành công và gặp nhiều may mắn anh em nhé vì đây là giải võ lâm minh chủ rất lớn 100 triệu đồng tiền mặt cùng với những vật phẩm in game nữa cái rất là nhiều và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong những livestream tiếp theo đặc biệt nhất là trong chuỗi sự kiện võ lâm minh chủ chúng ta bye bye anh em